Giữ đúng lời hứa, Phong đã đến gia nhập cùng các bạn khi trời còn chưa kịp sáng. Và khi Phong đến thì không khí cả nhóm trở nên rộn ràng hơn hẳn. Mọi người đã nhận ra Phong và Minh Trân có điểm chung với nhau. Hùng không giấu được vẻ bối rối trước mặt Bích Trân. Tình cảm của các thành viên sẽ tiến triển đến đâu? Mời các bạn cùng theo dõi. Villa Densok Beach Resort and Spa chính thức trở thành ngôi nhà chung dành cho các thành viên Love House lần này. Nơi đây bao quanh là những hàng dừa xanh, tô điểm cùng hoa lá, cảnh đầy sắc màu. Các phòng nghỉ dưỡng đều có sân hiên hướng thẳng ra phía bãi biển dài cát trắng phan thiết, mang lại một cảm giác thư thái và yên bình. Và với những cảnh sắc thiên nhiên đầy thơ mộng và lãng mạn, thì đây chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để những tình yêu thăng hoa và chấp cánh. Sau khi trải qua công việc thực tập đầu tiên là dọn buồng phòng tại Villa Denson Resort, chiều nay các thành viên sẽ lại nhận một nhiệm vụ mới. Xin chào mọi người. Chào chị. Chiều nay chị sẽ training cho mấy em về cái cách làm của một nhân viên vệ sinh công cộng. Thì chiều nay chúng ta sẽ làm thực tập tại của toilet nhà hàng và thực tập cái lau kính trên nhà hàng và tẩy rửa xếp các inox. Thì hy vọng rằng mấy em sẽ nắm bắt công việc và sẽ làm tốt công việc chiều hôm nay. Bây giờ là chị sẽ hướng dẫn cho mấy em làm toilet trước. Khác với nhà vệ sinh trong phòng ở của khách, nhà vệ sinh công cộng mất nhiều thời gian hơn để lau dọn. Đối với các cô gái, có lẽ đây là lần đầu tiên họ bước vào nhà vệ sinh nam, cho nên không tránh khỏi những ngại ngùng. Công việc lau chùi cửa kính cũng không kém phần vất vả. Vì nơi đây gần biển, vừa có hơi nước khiến cửa kính bị mờ đi rất nhanh, lại vừa có hơi muối nên những tay cầm bằng sắt rất nhanh bị rỉ sét. Việc tẩy sét rất mất thời gian và công sức. Mình đã học qua cái quy trình mà làm những cái thao tác mà làm vệ sinh công cộng đã xong. Chiều hôm nay chúng ta sẽ có thay đổi một chút, hơi khác một chút, là các bạn sẽ là một nam một nữ sẽ làm chung. Chứ không giống như buổi sáng mà bên nam bên nữ nữa, là một bạn nam một bạn nữ sẽ là một cặp. Trước khi mà bắt tay vào công việc chiều hôm nay thì chị sẽ công bố giải thưởng hai bạn được giải nhất buổi sáng hôm nay. Giải thưởng từ từ nha, giải thưởng rất là đặc biệt. Các bạn sẽ được một cái quyền ưu tiên đặc biệt, đó là sẽ chọn được hai bạn nữ mà các bạn cảm thấy là tâm đầu ý hợp nhất với mình để các bạn hẹn hò. Hai bạn được hai bạn giải nhất chọn, Phong và Hùng chọn, sẽ miễn cái công việc mà làm hôm nay. Còn lại bốn bạn sẽ tiếp tục làm công việc hôm nay. Rồi bạn công bố cái bạn gái nào mà được mà bạn hân hạnh được bạn chọn. Người em xin được phép chọn là ở miệng thì Phong nói là Phong cần một cái gì đó, một cái chút tinh nghịch, một cái sự quậy ở trong cô gái ấy. Đôi khi hiền quá thì cũng không được, nhưng là Phong muốn, Phong nhìn bạn gái này có một cái gì đó để Phong khai thác được. Và Phong muốn tới một cái tình yêu nghiêm túc, nên là Phong chọn Ngân. Thì cô gái ấy biết chơi trượt ván, đó là một cái hình thức thể thao mà Phong, thể thao nghệ thuật gì đó, Phong thấy nó rất là thú vị. Và cô ấy cao trạc Phong là Phong đã thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy ấn tượng rồi. Không, yêu. Bạn còn lại từ đây quý vị. Thấy bình thường. Em thấy em làm là em buồn rồi. Chân. Đâu rồi? Chị chân. Nghe nhìn chân sâu nha. Cái lý do mà mình chọn chân thì là từ ngay từ ngày gặp đầu tiên thì mình đã có cái ấn tượng riêng về chân.
trong bốn cô gái. Cuối cùng mình được làm rồi mọi người ơi, vui quá nè. Vậy bây giờ hai nam em làm chung được không? Theo cái quy định là một nam một nữ thì mình phải chọn một nam một nữ thôi. Hai bạn tủ tì để cho nó công bằng để rồi. Chị nói cho chị thiên vị. 2, 3. Rồi bạn Thắng sẽ chọn trước. Nữa gặp ông này hoài. Nữa gặp ông này hoài. Không vậy nè, thôi đừng chơi, mình chơi cho công bằng. Đi qua đây đi làm. Đi vô chùa tao lát kìa, đi nhanh lên. Đi vô chùa tao lát, nhanh lên. Chùa tao lát, nhanh lên. Đâu anh đi anh đâu. Còn nửa tiếng thôi nhanh. Đừng quay. Giờ không làm đúng không? Không làm đứng ở ngoài đi, tụi tao tự làm, ok? Mình vô làm chi nhau làm đi. Bình thường mà. Tội nghiệp đại chưa. Chưa nhỏ tưởng chắc tưởng ai cho nó đùi làm lắm, bây giờ nó nhảy dựng lên mà nó lại ghép chung với ông Duy. Không nhưng mà vui. Vậy chứ anh có em có gì mà tự nhiên anh lại chọn em vậy? Hả? Hay là chọn đại thì không biết chọn ai hết, chọn ba cô đó. Cái này thì từ từ đi. Từ từ hả? Tại sao lại từ từ? Để tới cuối cùng nói hả? Ok, đợi đến cuối cùng anh sẽ nói. Nhiều khi cuối cùng lại khác như đó đúng không? Thì một cặp sẽ nhận nhiệm vụ làm toilet và một cặp sẽ nhận nhiệm vụ tẩy inox và lau kính. Thì hai cặp này mấy em đổi người rồi đúng không? Dạ. Rồi, thì cặp nào? Dạ, tại vì em á thì em không muốn đổi. Em không muốn đổi, tại bạn này muốn đổi thôi. Rồi. Chứ em là em chọn. Rồi, theo em ưu tiên cho bạn nữ dạ. Rồi. Dạ. Mình vui vẻ ha. Rồi bạn cặp bạn này sẽ làm ở đây. Dạ. Dạ. Hai em này lên đây giùm chị. Dạ. Em cái con bé kia hả, anh bực bội thế ghê. Nữa gặp ông này hoài. Em không này không đâu. Vậy nè, vô chùa tao lát kìa, đi nhanh lên. Đi vô chùa tao lát, nhanh lên. Trời. Cái bà đó đó, bà chi nghe bà hỏi à. Bà hỏi mà bà không làm được gì trơn á. Như công chúa vậy đó. Sai quá hả? Như công chúa vậy thôi, người ta nhà đi, người ta đi vô đây, người ta chơi làm gì. Ta chơi lăn xả rồi chơi. Có gì đâu mà sợ, sợ dơ, sợ gì thì thôi đừng tham gia. Không, tại vì kiểu ở nhà chị không làm á, nên là thấy hơi ngại tí. Ở nhà cho dù có là công chúa đi gì chăng nữa thì hả, ra đây thì người ta chơi là người ta chơi hết mình. Đã tham gia rồi phải tham gia hết mình chứ, còn tham gia là thôi. Chứ rồi chưa bao giờ làm mèo à? Chưa bao giờ làm mèo hết. Sướng quá rồi. Khổ quá. Anh có giờ làm ngay chưa? Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên rồi. Làm rồi hả? Ừ. Ồ, giỏi thế. Trước nhà anh còn có cả một cái cửa gỗ mà phải đánh dầu cả. Cả 4 tấm cửa mà nó khe, rồi hang hốc, chui vào nó rất khó. Nhà em chưa bao giờ phải làm cái này cả. Nên cũng hơi tiểu thư tí. Anh có ấn tượng với chị nào chưa? Ấn tượng tích cực thì chưa có, nhưng mà ấn tượng tiêu cực thì có rồi đó. Chắc em ai thì em cũng biết rồi đó. Nãy hả? Hên là nó đổi nha. Bỏ mà không đổi đi, vô đây tôi đi qua cho bà thấy cái cảnh. Không có gì mà nặng nề với mình hết á, đơn giản thôi. Đúng rồi. Nhưng mà hả? Mình nhắc mình đi cho biết. Không mà chị đó vui mà. Vui. Em thấy bằng tụi em mà kiểu tính trẻ con cái dễ thương á. Thật ra chùi toilet nữ hay toilet nam gì nó cũng là toilet thôi. Và thường hàng ngày thì ở nhà mình cũng chà toilet của mình thôi. Nhưng mà thì khi mà chà toilet ở đây thì mình cảm giác là ở đây nó sạch hơn ở nhà mình. Hai bạn này khá nhanh đi. Dạ. Chui gì thấy phá rồi nè. Có đề gì muốn nói không mà sao thấy đập phá ghê ta? Có điểm á. Không, mới đầu em thấy em mới mà ngày đầu gặp mà lúc mà ở Sài Gòn á, nhìn anh nói nhiều em cũng không thích thiệt luôn.
cái kiểu như hồi tối cái nói chuyện mọi người nói chuyện á thì kiểu thấy hiểu hơn, hoặc mọi người hiểu hơn, kiểu ấy em cũng hiểu về tính cách anh hơn á. Ai cũng có lúc bỗng bỗng và những lúc trầm. Thì thật ra thì đi với mục đích thoải mái cho mọi người vui vẻ thôi. Đúng không? Kiểu ngày đầu thì cảm nhận vậy thôi chứ kiểu như thấy mọi người cũng hoạt động. Đúng không? Ổn rồi. Dạ. Vậy muốn khai thác gì đó em? Nhiều, nhiều thứ. Nhiều thứ hả? Hỏi xem. Cái đấy thì nên để anh tự cảm nhận thôi. Ủa anh phải hỏi thì anh mới biết. Như thì nào mình có được ở chung mà. Mình được ở chung trong một cái nhà mà. Mình có thể có nhiều buổi ngồi chung ăn uống. Nhưng mà nhiều người như vậy hay nói cái gì đó là bị mấy ông kia ống đâm mà. Gặp anh nói ít nữa thế nào cũng bị mấy ống đâm. Nếu mà nói về chuyện riêng của mình thì chắc chắn không, không như vậy. Anh có thấy như là cái bức hình đầu tiên anh chọn cũng là em, xong rồi bây giờ anh chọn cũng là em. Em nghĩ em xin phép gọi bằng chị. Tại vì em nhìn chắc chắn sẽ lớn tuổi hơn em. Cái gì nó cũng có dễ hả? Khi mà có phong bì ấy, phong bì mấy tấm hình ấy thì khi phát ra thì mọi người có thể đổi, có quyền đổi. À vậy hả? Có quyền chọn cho mình. Vậy ban đầu là ai chọn em đầu tiên? Anh. Xong rồi anh không đổi, còn mấy người kia là đổi. Anh Si với lại anh Phong. Em có thực sự bất ngờ là khi anh chọn em không? Em bất ngờ chứ. Chứ lúc đó là em nghĩ là anh chọn ai? Em hả? Em nghĩ anh chọn bé Trân chứ. Trân nào? Bé Trân. À meo meo hả? Dạ đúng rồi. À thì lúc đầu thì tại vì khi mà ngồi nói chuyện thì mọi người nó cũng giỡn giỡn là anh với bé Trân đó này nọ. Tại vì trong khi mà anh đưa ra một cái giả thuyết là anh thích một cái gì đó, một cái sự tinh nghịch, một cái quậy gì đó. Dạ, đúng rồi. Thì là ở bé Trân nó có lên một chút xíu ở điều đó. Dạ. Và ở em thì không có. Dạ đúng rồi. Không? Đó là người ta, anh ngủ à. Em ngủ quá, anh đang nói chuyện với bạn đó, anh đâu nói chuyện với em. Em đâu nói chuyện với anh. Mà tại em bức xúc giùm bạn. Ôi, chắc tinh nghịch đó. Tinh nghịch đó. Có lẽ tinh nghịch rồi đó. Tại vì của em nó cứ là của em nó cứ là nó nhạt thì không phải là nhạt lắm, nó có cái để anh nhìn về Hùng á, thì mà khi anh nghĩ nhìn vô là biết chọn Trân Trân béo liền. Dạ đúng rồi. Anh nhìn là anh biết đúng. Nếu mà để chọn ngược lại thì Hùng không dám. Tại vì theo anh nghĩ nếu mà một người con trai mà cao vậy thì cũng là chọn bạn gái xem mình thôi chứ không thể nào thấp quá. Nhưng mà thấp quá chắc là cái gu nó hơi lạ. Dạ. Em hiểu không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà Hùng thì cũng ít nói. Trân thì bù lại là nói rất nhiều. Em nhìn Trân vậy nhưng mà Trân nói rất nhiều. Dạ đúng rồi. Nên là cái gì nó cũng có một cái bù trừ cho nhau. Nên là thôi. Anh nói anh ít nói mà. Không, thực chất là hồi đó anh ít nói lắm. Hồi đó anh bị chia tay cũng vì cái lý do này. Không nói, người ta nói mình lạnh lùng và lạnh nhạt. Dạ đúng rồi. Và đôi khi anh không biết là ủa tại sao mình lạnh nhạt. Mình nói nhiều quá thì người ta nói mình nói nhiều. Đúng rồi. Mà mình không nói thì người ta nói mình lạnh nhạt. Mình nhàm chán. Vì bây giờ mình làm cái gì để cho vừa lòng mọi người mà là đúng là không thể nào mà làm gì vừa lòng mọi người hết. Dạ đúng rồi. Mình được cái này mất cái kia. Gặp em thì anh mới nói nhiều như thế. Chứ mà thực chất là để mà kêu anh nói khó lắm. Dạ. Thực chất em để ý là mọi người ở trên có nhiều người vẫn đang bình luận anh là một cách khó gần. Ý là gần à? Tại vì khi người ta chưa tiếp xúc với mình, người ta chưa biết tính cách của mình như thế nào. Em nghĩ nếu mà nhìn gương mặt anh thì nhìn có vẻ là mới lần đầu gặp á, nhìn thì có vẻ là khó gần. Nhìn nó chảnh chảnh á. Lạnh lùng anh. Em có thấy một cái sự chảnh từ anh không? Dạ không, em thấy lạnh lùng. Nếu mà nhìn dùng từ chính xác là lạnh lùng. Anh hỏi em gì đi. Nói ra thì nhiều cái suy nghĩ trong đầu lắm mà không biết nói ra. Thì giờ cái gì nó nghĩ ra đầu tiên trước mắt thì nói trước. Thoải mái không? Em dễ gần mà, em cũng dễ nói chuyện mà, đúng không? Một lần mà bảo đề cập đến cái vấn đề nói chuyện tình cảm thì anh cứ du du sao không, cứ sao không nói hả? Kiểu không tự tin. Ủa thì giờ cứ hỏi thôi, ví dụ như anh đang muốn hỏi em gì đó cái bị khượng là em
với em á thì tính em thoải mái, em open với mọi người, thì hỏi cái gì thì được em cũng sẽ trả lời hết mức trong cái khả năng của em. Cô ơi, lau một cái cánh cửa hay là mấy cánh cô? Một cánh nữa hả cô? Vậy là tụi con làm nhanh đúng không cô? Bên kia làm nhanh hơn. Giận. Giận. Chắc ai đó vui. Ai vui à? Chắc ai đó vui à? Ai sẽ vui? Làm gì có ai buồn đâu. Anh có thích làm việc chung với em không? Thích chưa? Đó. Thích. Trang. Em làm gì? Quên tên luôn. Trang, ở bên người ấy chắc em vui. Trang. Mà anh cứ đâm em dậy em mới sợ đó. Ở bên người ấy chắc em vui ha. Cái vui bạn trai của em mong muốn là như thế nào? Thù em hả? Thật ra là hả, lâu rồi không có nghĩ đến. Giống như em cũng nói rồi, giống như là hả, dù lúc mà em bị mệt á, em cũng bỏ qua cái vấn đề đó luôn. Thành ra cái gu của em á, nó cũng bỏ qua luôn. Em chỉ quan trọng á, là cái người đó là phải đàn ông phải phải gì sao ta, biết quan tâm hả? Kiểu gu thì nói chung là điềm đạm. Điềm đạm. Biết điềm đạm và biết hiểu chuyện á. Ok. Nó phải gọi biết điều thì nghe ghê quá mà hiểu chuyện. Hiểu chuyện, biết, hiểu. Và vậy thôi, nói chung là người đàn ông điềm đạm, hiểu chuyện và không có vô tâm. Là em thích người đàn ông phải rõ ràng nữa. Biết mình cần gì. Giống như là rõ ràng với mình, nó không có làm cho mình cảm thấy hoang mang á. Anh Hùng Trầm sao nào? Anh không biết, anh là cung sử nữ. Sử nữ. Em thấy sử nữ hay ghen lắm. Hay ghen. Anh nói thì chỉ là trong tình yêu mình bắt buộc phải ghen. Dạ. Ghen ít ghen nhiều mình cũng phải ghen. Nhưng mà cái nào đúng thôi. Nên là gặp anh thấy thú vị á. Không, nếu mà có dịp, nếu mà có thời gian nhiều hơn nữa. Thì ngồi xuống mà nói chuyện thì anh cảm giác như là, thực chất là anh cho người ta một cảm giác an toàn khi nói chuyện. Dạ đúng. Người ta có thể cởi mở mình hơn, người ta có thể dám bộc bạch những cái điều mà người ta chưa nói. Và anh là một cái người rất an toàn để người ta nói chuyện. Nên là đôi khi anh thấy cũng là hạnh phúc, cũng là một điều mà mình vui. Dạ đúng rồi. Mình làm cho người ta an toàn hơn. Anh giúp được nhiều người lắm á. Thực chất là anh đúng không? Chuyên gia tư vấn nè, hay là ai thất tình cái gặp anh. Thật đúng, ai thất tình là cái đi lợi, lợi anh không. Mà thực chất là anh chưa có trải qua nhiều về tình cảm. Nhưng em... mà cách anh nói chuyện, anh nhận định anh có thể làm soi dịu người khác. Đúng. Giống như là anh là liều thuốc vậy. Anh hy vọng anh là liều thuốc, chứ đừng để anh là thuốc độc chết. Bạn ấy cũng khá là mạnh dạn khi chia sẻ, dám chia sẻ với Phong về mọi thứ. Thực chất là cô gái này vẫn còn nhút nhát. Tại vì hầu hết là Phong nói không à. Phong muốn bạn đó thể hiện nhiều hơn, nói nhiều hơn nữa. Nên là Phong sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội. Nhưng mà nếu cơ hội vượt qua bạn không nắm bắt thì Phong nghĩ là mình chưa đủ duyên. Nên là Phong trong 7 ngày này thì Phong cố gắng mà khai thác và để có được một cái người mà mình mong muốn. Có một khuyết điểm là mình không thích đó là mình thấy anh ấy nói hơi nhiều. Cũng có lẽ là do là mình nói ít quá cho nên anh ấy phải nói nhiều hay sao. Nhưng mà thật ra mình thấy là anh ấy là người mà nói nhiều nhất mà mình từng gặp. Cho nên là cũng có ưu điểm, nhược điểm, có điểm thích, điểm không thích. Nhưng mà đến bây giờ thì anh Phong vẫn là người ấn tượng nhất đối với mình. Bây giờ là tới giai đoạn là chị sẽ công bố kết quả của buổi chiều hôm nay. Duy Quyền làm vệ sinh cái nhà vệ sinh và quét khu vực này thì qua kiểm tra chị thấy các bạn làm rất là tốt, rất là sạch, làm rất là nhanh. Chưa có kết quả nha. Khiếu quá chứ. Còn bạn, hai bạn còn lại
làm lao kính thì hai bạn cũng rất là chăm chỉ, chịu khó lao kính cũng sạch, cũng đạt cái yêu cầu của chị, nhưng các bạn làm chậm hơn một phút. Thì để công bố kết quả thì kết quả giải nhất chiều hôm nay là hai bạn làm vệ sinh. Hay quá anh ơi. Cuối cùng cũng được hả? Rồi giờ hai bạn có buổi tối hẹn hò lãng mạn. Hai bạn được giải nhất của chiều hôm nay sẽ giải thưởng sẽ là được hẹn hò tại nhà hàng Villa Đì Soi, và các bạn được chọn món thức uống tùy các bạn chọn. Lưu ý thức uống chứ không phải thức ăn. Ok, con uống được rồi. Cảm ơn các bạn có cái buổi chiều hôm nay làm việc rất là tốt và hiệu quả. Cảm ơn chị. Chị ơi, em mới tới mà anh dành hết giường của em rồi kìa. Bây giờ chị cho em một cái giường đi chị, được không? Giường phụ ha. Dạ, chị hỗ trợ em nha. Rồi, ok. Dạ, chứ để Em nói nghe nè, em có thể nói đàng hoàng thì chị sẽ cho em mà. Em đâu có cần over như vậy cơ. Đâu có em over đâu. Hơi lớn đúng không cơ? Không có, đó là cảm xúc của em thôi. Cảm xúc em nó lố vậy hả? Dạ. Lớn nha. Dạ. Dạ chị ơi, cho em xin phép nói lại là tại vì em mới tới thì là người ta lớn tuổi ta cũng khó, người ta cũng không cho em ở, nên là chị có thể hỗ trợ cho em một cái giường bé bé để cạnh ảnh để em có thể nằm ngủ cho nó thoải mái. Rồi chị sẽ đáp ứng cái nguyện vọng của em. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Hai bạn nam nhớ nha, cái giường bổ sung đó là cái giường của bạn này. Ok nhớ nha. Ok nhớ rồi, xong kết. Anh ôm hết nha. Đúng rồi. Dạ. Rất nhanh chóng, một chiếc giường phụ đã được mang đến. Trời ơi, cái giường này ăn một mình nè, muốn cho một mình một mấy bên cho coi. Muốn cho. Anh cho anh thử đi. Anh thử đi. Anh thử đi. Nâng đi. Dịch lên mấy. Anh thử đi coi. Mấy này anh sợ nó. Thôi lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi cầm này đi. Chờ ai để cầm nó. Xin xỏ chị cho nó mệt vậy không biết. Tập gym này làm gì? Tập gym để cho đẹp người này thôi. Thì cái này cũng như em tập game thôi. Bữa tối hôm ấy có phần hơi khác biệt so với mọi hôm. Em à, vị trí của mình không phải ở đây. Ủa vậy hả? Mình ở bên kia em. Trời ơi. Vị trí của mình là ở đây. Ủa phân biệt vậy luôn á hả? Tưởng là phân biệt lại rất là gần. Gần nữa chứ. Ừ. Ok. Trời thiệt luôn hả? Tự tin lên. Ok. Tất cả mọi thứ. Ai order nước lên? Dạ không à, bên đây anh ơi. Bên đây anh. Chứ anh em không được đờ nước hết được hả anh? Đây là phần thưởng cho cặp đôi chiến thắng. Các bạn ơi, các bạn bên kia ơi. Các bạn ôi, trước khi ăn đâu? Cho mình nói một chút ạ. Trước khi ăn cho mình nói một xíu thôi. Cơ hội. Hồi sáng á, mình có nói một câu là quá trình không có quan trọng, kết quả cuối cùng đó mới là quan trọng, đúng không các bạn? Và ngày hôm nay mình đã chứng minh cho các bạn thấy mình đã làm được điều đó. Mời các bạn. Mời các bạn. Gì vậy? Vụ gì vậy? Nhờ mọi người đó. Các bạn ơi, các bạn, mấy nãy mình nói chơi thôi nha. Đừng có ai kỳ thị mình nha. Chứ thật ra đây là phần thưởng cho mình trà toilet trả công nhân viên thôi các bạn à. Thì nói chung là với cái chiến thắng của anh thì em cũng chúc mừng anh. Dạ. Em à, 10 điểm là chị em, anh chỉ có 9 điểm rưỡi thôi. Đủ xài. Cũng được, có nước thôi chứ có khác gì đâu. Ăn ngon làm sao. Một. Có muốn dùng thử một cái Hawaii Lu không? Anh đang ở bên kia thì anh cứ tập trung đi, anh đừng có nói ở bên đây. Mà anh phải tận hưởng cái thành quả của anh chứ. Rồi, thì có nói gì đâu, mọi người được yên lặng ăn rồi anh. Em là cái người nói á, để dùng ai nói đó. Mọi người thấy không? Bé ơi, bé. Bé gì quên rồi? Chân nhỏ. Hồi chiều em mà chào toilet chung với anh là bây giờ là em được uống Hawaii rồi. Em đâu muốn đâu, em chỉ muốn ngồi đây ăn chung với mọi người vui hơn. Ủa nhưng mà tại sao bé nó không chọn anh vậy? Ai biết đâu.
đó là đôi khi đó là định mệnh em. Ủa em đâu chọn anh mà. Anh chọn bả chứ bả không chọn anh. Giá như mà có một ai đó ở chung phòng với mình mà đều san sẻ ra cái niềm vui nỗi buồn á, dù có một ly nước cái gì à, em ơi qua anh cho uống miếng nước nọ. Thật ra nãy giờ là mình chỉ đùa giỡn với các bạn thôi, thấy không? Nhưng mà tính tình thật sự của mình không phải như vậy. Mình mời bạn. Dạ cảm ơn anh. Tại vì cái này khó uống mà mình đổ không được. Nước cam anh. Không phải cái gì đó. Best in the best gì đó. Ừ. Tưởng nước cam. Ừ. Em à. Cảm ơn em vì đã từ chối anh. Rất cảm ơn em đã từ chối anh không vào toilet chung với anh. Nên mới có thành quả ngày hôm nay nha. Nếu mà em vào là anh đâu làm nhanh được vậy đâu. Em cũng thấy rất là vui khi mà làm việc chung với anh. Không, nhưng mà anh không có vui khi làm việc chung với em đâu. Có không anh? Vui không? Có, vui lắm, vui lắm, vui lắm, vui. Em cảm thấy là thắng thua không quan trọng. Em cảm thấy là làm việc chung với anh là anh thắng thua rất là quan trọng. Đó là thể hiện cái tinh thần. Đó là đối với anh nhưng mà đối với em nó khác. Ủa thì anh cũng nói quan điểm của anh mà. Em không muốn nghe quan điểm của anh. Anh không muốn nghe thì mình lúc ta lại đi. Nhưng mà anh đang đứng trước mặt em. Anh có thấy phiền không? Anh qua bển đi. Không, anh đang giao lưu với bạn của anh chứ anh đâu giao lưu với em. Là phiền luôn á. Hả? Mọi người sao vậy? Anh đang giao lưu với bạn của anh mà. Anh đi về đi. Không. Dạ thôi. Không. Tiếng mày em còn bé. Năn nỉ. Năn nỉ. Dạ luôn á. Thanh xuân ngôi nhà chung, phiên bản đặc biệt đảo tình yêu. Tối nay cả nhóm cùng chơi trò nói thật, và vận mệnh của các thành viên được quyết định bởi trò chơi bấm răng khủng long. Giờ không có các bạn. Rồi giờ ai hỏi đi. Hôm nay á là cái ngày mà chúng ta được hẹn hò đầu tiên thì á hả, hồi sáng Hùng hẹn hò với ai đó rồi Hùng cảm giác như thế nào, trả lời thật. Thì em đã chọn Trân. Thì trong buổi hẹn hò, cái thời gian tụi em được đi hẹn hò ấy, thì tụi em nói chuyện với nhau khá là nhiều, khai thác từ nhau cũng gọi là một chút. Thì khi được nói chuyện với Trân nhiều hơn thì em cảm thấy hiểu về Trân một chút, gọi là một chút thôi. Ok. Thì cái tình cảm mà trong em dành với Trân trong bốn cô gái thì không đúng. Không hồi hộp. Chắc cho 10 điểm em. Bé dễ thương quá trời. Duyên dáng. Bỏ ra cái đồ chỗ quạo đi là rất là dễ thương. Em nóng quá. Ông này mỗi lần nói cái gì cái ông suy nghĩ cái. Đi xong chưa? Cho em ra ngoài xíu. Trời ơi, thổi gì á? Ngợp hả? Ra lấy miếng năng lượng đi. Rồi. Đừng nó ép tim nha, đừng nó sùa bọt mép ở đây nha. Khóc quá. Trời có ai đâu khóc, trời vô đây. Mà ghê á, vô đây. Sau một ngày làm việc và vui chơi cùng nhau, tình cảm của các thành viên dần tiến triển. Duy và Minh Trân vẫn luôn chọc quấy lẫn nhau, không hiểu được tình cảm giữa họ là kiểu gì. Hùng dù còn khá bối rối thì tình cảm của anh dành cho Bích Trân đã thể hiện rất rõ. Phong quyết định dành cơ hội cho Ngân. Tình cảm của các bạn trẻ sẽ tiếp diễn thế nào trong những ngày tới? Mời các bạn đón xem! Điều
sớm mai nghĩ trong đầu.